Sáng ngày 4 tháng 10, tại ấp Nhân Ái, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến dự lễ khởi công công trình bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Lộ Dòng Cung Cần Thơ. Cùng tham dự lễ khởi công còn có Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung, các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Cần Thơ, Hậu Giang, quân khu 9 qua các thời kỳ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đông đảo cán bộ, nhân dân thành phố Cần Thơ, huyện Phong Điền. Di tích lịch sử Lộ Dòng Cung Cần Thơ được xây dựng tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền với diện tích khu đất gần 65.000 m², bao gồm các hạng mục khu tưởng niệm, cổng, bia di tích, sân, đường nội bộ, cây xanh, hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Tổng mức đầu tư trên 99,6 tỷ đồng do tập đoàn Vingroup tài trợ. Thời gian thực hiện từ nay đến năm 2020. Lộ Dòng Cung chạy dài gần 30 km nối quốc lộ 1A từ cầu Cái Răng vào huyện Phong Điền qua các xã Mỹ Khánh, Nhân Ái, Tân Thới, Giai Xuân và kết thúc tại lộ tẻ Ba Xe, phường Phước Thới, quận Ô Môn, Cần Thơ. Đây là tuyến giao thông thuận lợi có vị trí chiến lược quan trọng nằm ở cửa ngõ phía Tây Nam của trung tâm thành phố Cần Thơ. Phát biểu tại lễ khởi công, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Lộ Dòng Cung nổi tiếng là dùng đất lửa của Cần Thơ, là tuyến đường có vị trí quan trọng đặc biệt về lĩnh vực quân sự. Giữ được Lộ Dòng Cung là giữ được cơ sở cách mạng, giữ được cửa ngõ để tiến công vào các cơ quan đầu não của địch ở nội ô thành phố. Lộ Dòng Cung còn là nơi ghi dấu sự hy sinh xương máu của biết bao đồng bào, đồng chí, minh chứng hào hùng cho cuộc chiến thần tốc, rực lửa, góp phần dễ dàng vào truyền thống đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc của quân dân Cần Thơ nói riêng và cả nước nói chung. Thay mặt lãnh đạo thành phố Cần Thơ, ông Dương Tấn Hiển yêu cầu các đơn vị tham gia xây dựng, giám sát, đề cao tinh thần trách nhiệm để công trình hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn, đáp ứng yêu cầu về mặt mỹ thuật và kỹ thuật.